Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn đã đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án Edo trên kênh của mình thì mọi cho mình nút like nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người uh, một cái kèo mọi người kiếm được token steamer đến từ à, uh, token data mọi nhé. Thì con này thì hiện tại list ở trên các sàn khá là nhiều. Con này thì hiện tại đang list ở trên Binance cũng như KuCoin à, uh, và Sushi Swap. Nói chung là rất nhiều mọi người nhé. Sàn Gate này uh, là, token quickswap Sàn này khá là nhiều mọi người nhé. Con token à, uh, data này. Thì hôm nay chúng ta sẽ À, làm nhiệm đăng ký tài khoản và làm nhiệm vụ à, cũng như là kiếm điểm point để sau này quy đổi sang cái token uh, uh, stream mọi người nhé data tức là token data Đầu tiên thì mọi người sẽ vào link giới phần bộ tài cho mình sau đấy mọi người sẽ uh, đăng nhập vào tài khoản gmail nhé ở đây các bạn sẽ bấm uh, join now sau khi bấm join now rồi thì nó sẽ có giao diện như thế này các bạn đăng nhập tài khoản gmail cho mình sau khi các bạn đăng nhập tài khoản gmail rồi thì nó sẽ có bước tạo tài khoản ở đây các bạn nhập uh, username của mọi người muốn muốn làm này ra. thứ ba là nhập email sau đấy bấm vào đăng ký là được mọi người nhé tiếp theo ở đây nó có bước là bước mọi người sẽ bấm vào các cái hình ở đây à, nó bảo là mọi người sẽ giống như mà bà kiểm tra chọn bằng cấp tra nhập cái cấp tra đấy Tức là nó sẽ chọn bắt mọi người nhập hai cái hình giống nhau thì ở đây ngẫu nhiên thôi mọi người nhé mọi người chọn như như đây mình chọn hai mình bấm hai ngẫu nhiên là ba hình này thì hình này với hình này này ba cái hình <laughs> À, có hai à, hai hình giống nhau rồi thì là nó được nhé Nó có bước tiếp theo các bạn bấm cho mình đấy, cứ chọn ngẫu nhiên nếu mà được hai hai hình giống nhau là được nhá đấy. rồi đến bước tiếp theo là nó bảo mọi người chọn ảnh đại diện này thì các bạn hãy chọn hình đại diện bừa thôi đấy nam chọn nam nữ chọn nữ nhá bấm tiết kiệm tức là bấm lưu lại đấy rồi đấy ở đây thì nó bảo là bây giờ mọi người chúng ta sẽ bắt đầu là kiếm điểm này đấy. đây chúng ta sẽ kiếm điểm bằng cách làm các nhiệm vụ đây nhá rồi bây giờ mình hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ này khi các bạn đăng ký, khi các bạn đăng ký xong rồi thì ở đây nó có một cái link để chia sẻ bản bài này. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhận được ngay 7 điểm point này. Đấy. Rồi ở đây chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ cho mình này. À, lưu ý là mọi người làm nhiệm vụ xong thì lập tức nó sẽ chuyển sang cái nhiệm vụ thứ hai luôn nhé. Mọi người không phải thoát ra để làm lại nhiệm vụ khác nhé. Ở đây nó bảo này, các bạn có thể bấm dịch nhé. Ở đây nó bảo là bấm dịch để các bạn hiển thị tiếng Việt cho các bạn làm dễ. Đấy. Bây giờ chúng ta follow kênh Twitter trước tên này. Bấm follow kênh Twitter này rồi bấm vào follow twitter ở đây nó sẽ bảo là mọi người cấp quyền ứng dụng nhé bấm vào ừ quyền ứng dụng này ok đấy sau khi đã follow xong thì bây giờ các bạn nhập cái username của mọi người vào đây và bấm một complete bấm con phim rồi đấy lập tức nó sẽ ra nhiệm vụ thứ hai là các bạn bấm vào next luôn nhé hoặc các bạn bấm close share, close close tức là mở lại nhá có vẻ như nó hơi lắc lắc không ạ mình sẽ bấm lại này tweet lại bài đăng này bấm tweet này bấm đăng tweet này ok nó bảo gì đây url là... các bạn đăng tweet rồi bảo các bạn quay lại kênh twitter cho mình rồi bấm vào tweet đã gửi bạn đã được gửi này đấy sao chép lại cái link này ok sau đó quay trở lại đây các bạn dán url lên vào đây nhá sau đây bấm vào con phim rồi đấy tiếp theo next action back school bonus bấm vào bấm vào telegram đi hay là hoặc discord on twitter bay bấm vào ok rồi tiếp tục twitter đi ok stream nft data rồi. tổng cung à này anh em có thể tìm hiểu nhé để mình xem nào. tổng cung con này ở bao nhiêu đâu Okay, cái phần tổng cung này thì hình như con này là một triệu token mọi người nhé. thì anh em cứ làm hết các nhiệm vụ dưới này cho mình. đây anh em có thể bấm dịch phần dịch là làm hết các nhiệm vụ dưới này nhá đấy thì có nhiệm vụ gửi link cũng như à, nhiệm vụ follow twitter, Do vào kênh telegram, youtube chẳng hạn. anh em có thể bấm dịch là làm các nhiệm vụ nhá cái phần à, ví ở đây thì anh em à, à, có thể dùng cái địa chỉ ví của bạn ép vào đây. Này, hình như sau này các bạn ép vậy thì nó bấm vào hình người chứ đúng rồi bấm vào phần avatar này, này. các bạn connect địa chỉ ví của mọi người vào đây nhá đấy ở đây nó bảo là nhất địa chỉ ví uh, metamask này uh, ethereum vân vân nhá uh, Rc10, sau đây edit wallet này đây mình sẽ copy địa chỉ ví cho bạn này đây vào ví metamask hoặc ví trut wallet các bạn copy địa chỉ ví cho mình đấy sau đây dán địa chỉ ví vào đây cho mình nhé ok sau đây bấm vào edit wallet rồi. À, vẫn chưa được rồi. mình phải đăng nhập lại này. Đây sau khi các bạn cập nhật xong thì nó sẽ bảo đây, địa chỉ ví của bạn đã cập, cập nhật nhá. Đấy. Phần ví thì này, hiện tại cũng chưa có gì. Phần danh. Đây là những người đã kiếm được nhiều điểm point nhất này, đấy, phần này 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 không có gì phần trò chơi này tổng giá trị phần phân bổ phân bổ là 5.000 đô dữ liệu rồi nhá đấy tức là đấy rồi ok thì uh, link của cái kèo này thì mình sẽ để cho phần mô tả nếu các bạn quan tâm thì các bạn để tham gia cái kèo này nhá thì nó khá là ngon đúng không ạ một phần trăm các bạn sẽ kiếm được tốc cần thôi tùy thuộc vào sự chức năng của mọi người nhá ở đây các bạn làm các nhiệm vụ gì nó sẽ ở đây nhá và nó sẽ nó sẽ xác nhận nếu như các bạn làm chuẩn chính xác thì nó sẽ cộng điểm boy nhé mọi người nhé Bấm một cái điểm boy này, đấy. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án uh, stock uh, token data. Uh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người xem video. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.